Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành, năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Một mùa Giáng sinh cũng như là ngày lễ Noel, còn gọi là Merry Christmas. Và mình chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ bước vào năm mới. Hôm nay mình ra khu vườn hái mấy trái ớt, hai vợ chồng làm một món ăn đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Cô chú và các bạn hãy cùng ra khu vườn với mình. Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày Christmas Day. Hiện bây giờ là 4 giờ chiều, mình đi ra ngoài khu vườn đó để hái mấy trái ớt. Ông xã nói muốn ăn cái món mễ đó là ớt trộn chung với là cà trái với hành tây rồi ngò, rồi có thêm mấy trái bơ đó gọi là avocado, rồi cái mình ăn với bánh tráng mễ, hoặc là mình làm bánh tráng mà mình cuốn với xà lách với lại thịt này kia đó, hôm qua còn dư đó. Cho nên bây giờ làm cái món này, mình sẵn đây cho cô chú coi cái khu vườn của mình mùa đông như thế nào nha. Đây là khu vườn của mình nè, lá cây nó rụng hết rồi. Ngay chỗ Phật Bà Quan Âm đó thì những cái cây mà lá nó rơi như thế này nè, ở dưới nó dơ lắm cô chú đó. Nhưng vài bữa thôi thì cái bãi cỏ này phải nói rất là đẹp luôn, bây giờ thì cũng đã đẹp lắm rồi nè. Đó, bây giờ mình cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Cái bãi cỏ này gọi là berbitia. Đến cái mùa hè đó thì nó nóng quá thì sẽ bị cháy, nhưng không có sao hết, tới cái mùa đông mùa mưa đó hả là lên rất rất là nhanh luôn nè. Bây giờ mình đi tới cho cô chú các bạn xem nha. Đây đó, rất là đẹp luôn đó. Rồi nhiều lúc có những cái bông mà trắng trắng, nhưng mà khi nó mọc á thì mọc cao mọc thấp gì đó, rất là đẹp luôn. Vậy thì mấy cái lá khô gì mình có hốt không? Không, vài ngày nữa là tan hết rồi đó. Đây là cái khúc cây nè, nhưng mà nhanh lắm cô chú ơi, khi mà lá mà nó rụng hết rồi đó ha là bắt đầu là lú lú ra đó, rất rất là nhanh luôn. Thật sự khi mà lá cây nó rụng nè ha, mình thấy nó vậy sao mà nó nhanh, giống mình mới nói với ông xã nè, những cái cây này nè đó nó rụng ha, nhưng mà ra lại cũng nhanh lắm đó. Đây nè, bây giờ mình coi mình cũng thấy được nè cô chú ha, khi mà rụng rồi đó thì như khúc cây khô vậy nè ha. Rồi vài bữa thôi là thấy rất là đẹp luôn. Cái khu vườn của mình á, bây giờ những cái bông mà mình trồng bằng cũ đó lên rất là nhiều nha. Bây giờ mình lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở trong nhà mình thì bông cũng đã nở rồi, tại trồng ở trong nhà cũng được nè, ra khu vườn cũng được nè. Đây cái mấy cái nụ nè, đó đẹp lắm nha. Đây nè, nhiều lắm rồi đó, bắt đầu là kêu bằng lên ha. Rồi bông lily trắng nè, rồi hoa cúc. Cây đu đủ này á, lạnh quá đó cho nên nó bị như vậy nè, không sao, tới mùa hè là nó sống trở lại ha. Rồi qua bên này luôn nè, đó cái hàng rào. Rồi đây những cái bông mà mình trồng bằng cũ á, đây nè, nó lú lên hết rồi ha. Rồi sau lưng Phật Bà Quan Âm á, thì mình cũng có trồng những cây kiểng đó, cho nên đó nói đúng ra đó, tới mùa đông cũng như là mùa hè, cái khu vườn của mình á phải nói là chỗ nào cũng có cái đẹp của nó. Đây nè, những cái cỏ mà bị cháy nè cô chú ha, đây nè, bị cháy ha, nhưng mà mọc ra lại nè, đó rất là nhanh nha, đó nhanh lắm mà đẹp lắm. Nó cao thấp, nếu mà cô chú cô anh chị và các bạn nào đã xem qua cái khu vườn của mình hồi năm ngoái đó thì thấy được đẹp lắm. Còn cái bãi cỏ này á, thì nói là cỏ chứ nó không phải là cỏ, nó gọi là ground cover đó, nhưng mà không cần cắt nha. Đó rất là đẹp ha. Đó mình đi lên cho cô chú và các bạn xem nè, đó nó cứ lan ra như vậy nè. À đây đẹp lắm nè. Đó trong này là có con nai nha, đây, con nai nè ha, hai mẹ con nai nè. Đó rồi có mấy cái bông của mình ha. Rồi ở dưới gốc cây cũng có những cái bông cũ mình trồng nè, đó lú lên. Cái này là cây chanh của mình, cây chanh mê giờ bây giờ ra rất là nhiều rồi đó. Những cái trái bây giờ là kêu bằng nhiều lắm, rất rất là nhiều luôn nè, nó thành những cái trái của chúng ha. Rồi bây giờ cho cái bông nha. Đây cái bông này dễ thương lắm nè, ở trong chậu treo nè. Đó cái bông màu tím dễ thương chưa, đó như vậy đó. Cái lá thì nó sẽ phủ xuống vậy nè, rồi nó cho những cái bông tím tím. Rồi tiếp nha, đây thì bông này là cẩm tú cầu đó, mình cắt tỉa hết rồi ha. Bây giờ là bắt đầu là búng lá lên nè. Cái này là cái bông còn lại ha, nè cẩm tú cầu đây nè, đó bắt đầu cái nụ nó ra tiếp nè. Đó
chừng khoảng tháng 1, tháng 2 là cái khu vườn của mình trở lại đẹp nữa rồi. Nhanh lắm, rất rất là nhanh luôn. Đó, đây, giờ mình đi cho cô chú xem cái khu vườn mùa đông nè. Còn cái này là bông giấy màu đỏ của mình. Bây giờ là lá nó vàng vàng. Đó, còn cây này cây gì đây? Cây su su. Cây su su của mình á, cô chú. À, tại vì mấy năm trước á, thì mình cắt bỏ hết. Nhưng mà năm nay mình không có cắt nữa. Tại sao? Mình để cho nó che cái những cái cây ở dưới nè. Đây nè, cây ớt của mình nè. Đó, để cho nó che mưa, che lạnh. Đó, còn có cho trái hay không thì không biết ha, cứ tùy theo đi ha. Còn nếu mà mình thích ăn á thì mình ngắt đọt nè, mình ăn. Đó, như vậy đó ha, mà cái cây su này không có chết đâu. Đó, à, tới mùa hè thì mình cắt tỉa lại cho cái bầu bí nè, mọc cái ra. Đó, à, vậy thì cái cây su su này có trái không? Có chứ, ở đây nè, cái bông nè cô chú. Đó, bông nè. Ha, nè, cái trái nằm ngay đây nè. Đó, cái trái nhỏ nhỏ nè, đó. Nhớ không? Coi như là những cái cây mà hồi năm ngoái, mấy năm trước đó, đều là mình chặt bỏ hết. Cho năm nay là mình nghĩ là không có chặt, tại vì mình cần phải cho nó che những cây ớt nè. Trời, cây ớt mình bây giờ, cô chú biết không, có một cây một nguyên một cái mùa hè ăn. Tới bây giờ vẫn còn rất là nhiều trái ha, đây nè. Đó, quá trời luôn nè, thấy không? Cho nên giờ ra hái ớt để vô làm một món ăn mễ trong xã. Mà nó cay lắm nha cô chú, hay nè. Đó, trái ớt này nè. Những cái trái xanh đó, nó cay nhiều hơn trái đỏ nha. Đó, mình cứ hái bình thường vậy nè. Đó, đơn giản thôi. Một ông xã nói hai trái, mình nói cay quá trời rồi chơi hai trái. Đó, mà ông xã nói là ông không ăn đỏ, ông thích ăn xanh xanh. Cho nên mình phải hái những cái trái xanh xanh. Đây nè, cái cây ớt của mình đó, nó cao vậy nè. Mua có một cây thôi ha. Cho nên á, tính mùa mình không có cần dục bỏ đâu. Cây cà tím của mình vậy đó nè, thấy không? Đó ha. Rồi giờ qua đây cho cô chú xem cái này mới là vui nè. Đây là trái bầu. Bầu của mình đây nè. Đó, thấy chưa, nó dài nha. Rồi, chừng khoảng tháng 2 đi là bắt đầu mình lấy cái hột, cái mình phơi nắng. Rồi, gửi đi. Đây, cho cô chú, anh chị và các bạn nào thích trồng nha. Đây, ớt của mình nữa nè. Quá trời ớt luôn. Cho nên á, nhìn lên trên thì không có đẹp, nhưng mà nhìn ở dưới á, thì cây của mình nó tốt hơn. Cái đó mới là quan trọng. Đó, nè cô chú ha. Cái này là bầu nè. Những cái bầu mà mình vẫn còn giữ cái vàng của nó đó. Nè, vàng bầu của mình á. Nhưng mà trái không có giữ được nha, tại vì lạnh đó. Nhưng mà mình vẫn để như vậy đó. Qua năm sau là tiếp tục nha. Mình cắt tỉa lại đó, tiếp tục. Đó ha, còn su su nè. Đấy, trái su su dễ thương nè cô chú. À, đây nè, trái su su nè. Đó, đấy chưa, thấy ảnh chưa. Đó, su su của mình nha. Mùa lạnh mà, tháng 12 mà còn su su hả? Không phải là còn su su, mà chưa được ăn su su. Tại vì su su thích lạnh lắm, nó nhiều trái lắm cô chú ơi. Rất 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 là nhiều luôn. Nó cái nhà hàng xóm mở cửa gara, cho nên cô chú các bạn nghe nó hơi ồn ha. Đó ha, đây là chặt su su của mình nha. Rồi, bây giờ qua coi bông tiếp ha. Đây, mấy cái cây này cây kia. Đó, cái này là cây mãng cầu mễ nè. Còn bông đây, cái bông này cô chú, đó, nó ra nè. Thấy không, nhiều ghê chưa. Đó, quá trời ha. Rồi, bây giờ mình đi qua bên này đi ha. À, thu hải đường. À, đây là cây bông thu hải đường. Hôm bữa mình có cắt hai nhánh. À, mình tặng cho cô em hay là chị, mình cũng không biết là lớn tuổi hay mình hay nhỏ. Rồi cái giờ mình gửi ở cái chỗ quán miền Tây đó. Rồi chị về lấy rồi nhớ nha. Cắm vô bình nước cho đến khi nào có rễ đó thì mới cho xuống đất nha. Đó, còn mấy cây này là mình phải cắt nè. Chứ để không nó lạnh quá là nó chết uổng lắm. Rồi cái bông của nó nè, đó. Nhưng bây giờ bông này là tàn rồi. Con này nó màu vàng, thấy thương không? À, ha. Cho nên mình phải cắt xuống rồi mình cắm vô nước. Đó, đẹp lắm nha. Đó, rồi là một cái khu vườn gọi là mùa đông. Còn bông li li của mình nè. Đó, cái bông li li của mình bây giờ đã bắt đầu nhiều lắm. Đây, rồi bây giờ mình đi qua bên kia ha. Cái này là cây tắc của mình, năm nay cũng rất là nhiều trái, những cây nhỏ gì cũng có luôn. Cây tắc này tắc lớn. Rồi đây nè, trái nè. Những trái nè. Không nhiều là tại vì sao, cái cây này của mình nó lớn lắm. Rồi cách đây 2 năm, 3 năm vậy ông xã cắt xuống. Cứ cắt hoài không có muốn nó lớn qua cái cửa sổ đây nè cô chú. Tại vì mình không có muốn nó che cái cửa sổ đó, hồi xưa trồng chỗ này không có đúng nha. Nhưng mà lỡ rồi, nó thành ra phải cắt tỉa để cho ánh nắng mặt trời vô trong nhà, để mà có những cây á cho nó có cái nắng á. Rồi, cây quỳnh của mình nè. Đó,
đó. Giờ này ra đây mà quay vòng vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem là hơi lạnh lạnh, nhưng mà hên là mình có là mặc áo lạnh đó. Đây mấy cái này cây quýt của mình nè, cây quýt của người ta bây giờ là trái quá trời trái luôn. Hôm bữa lên nhà bà cô đó, cô hái quá trời luôn, cô cho mình, cô cắt đi, cô nói đem về cúng đi, rồi cái mình đem về mình cúng ở bàn Phật rồi đó. Ở trong này là cũng cây ớt của mình luôn nè, đó đó cây ớt nè, những cái trái mà khô về mình để vậy đó ha, rồi mốt mình cứ cho xuống đất chỗ nào mình trồng, khỏi cần cho vô mấy cái chậu nhỏ nhỏ ươm làm gì đó. Trời ơi, một trái ớt mà mình ươm hả biết bao nhiêu trái, biết bao nhiêu cây, thành ra bảo đảm luôn. Còn cái này cái bông ông xã mới rời qua đây, ông sợ nó chết á, lạnh quá nó không ra bông nổi đó. Cây bông này cũng đẹp lắm, mình quên tên hoài hả cô chú ơi. Trời ơi, đây nè, lồng đèn của mình nè. Ôi, lồng đèn của mình đẹp đi chưa. Hôm qua con trai về nó mom, cái lồng đèn sao đẹp quá vậy, cái đó đúng rồi, đẹp mà. Đó, mình nhắc lá bớt hết á, rất là đẹp nha. Rồi ở dưới này cũng có bông này. Đó, thành ra cái cây bông lồng đèn này dễ trồng lắm. Ở dưới miền Nam Cali đó, có bán nhiều lắm á, rẻ không mắc đâu. Mua cây nhỏ nhỏ thôi, 6-7 đồng. Mình trồng cũng mau lắm, cây này mình trồng chưa được năm nữa này cũng lồng đèn nè. Đó, lồng đèn luôn. Mỗi cái có mỗi cái đẹp của nó. Quỳnh, rồi cho cô chú coi mai Mỹ nè, ra bông rồi nè. Đây, bông nè. Đó, đẹp chưa. Đây, mai Mỹ nha, nụ nhiều lắm. Rồi mình phải tước đi, chỗ nào lạnh thì có lẽ ra chậm hơn, chỗ nào mà ấm áp thì ra nhanh. Nhưng mà bây giờ nói nha, nụ nè cô chú. Đây, nụ. Đó, thấy chưa, nụ nè, quá trời luôn ha. Đây nè, đó, bây giờ bắt đầu là búng nè, đó. Dễ trồng lắm ha, mình chỉ cần chinh một cái nhánh thật là già, vì mình cắm xuống đó là bắt đầu là ra nè, cũng như mình sinh có một nhánh thôi. Bây giờ là cứng cáp rồi nè. Hôm trước mình cũng có cắt cho chị mình đó, chị bạn đó, nhưng mà không biết nó có lên nổi không, hay là tại cái cây của mình nó còn chưa đủ già đó. Nhưng mà mình đó thì thích ha, với ai xin mình cũng cho hết á. Đây nè, sẽ ra rất là nhiều nụ nha, nhìn kỹ lại nụ nhiều lắm, nhưng mà phải tước lá ha. Tước lá thì mình thấy bông rồi. Bây giờ cho đây, cái này cũng thu hải đường nè ha. Rồi đây, cà tím nè, thấy chưa, rõ ràng là cô Hồng á, cô không có bỏ cái gì hết á. Hỡi mật em còn khỏe thì chị vẫn để cho em sống khỏe mạnh. Đây cà, cái cà của mình, cà này cà màu vàng tí hon, dễ thương lắm đó nha. Đó, đây này nhiều lắm ha. Đó, ra tiếp tục nè, cà tím nè. Đó, thì nó còn sống thì mình nuôi chứ, tại sao mình phải nhổ mình dùng chi uổng vậy. Rồi mấy cái lá này sao, đâu có sao đâu, cái mốt nó già tính sao. Rồi cái này là bông bông quỳnh mùa đông, nó đẹp quá trời ha. Đây, cái này sen đá. Rồi đây sen đá. Đây, quỳnh mùa đông. Đó, quỳnh mùa đông. Hoa cúc. Hoa cúc của mình nè. Cúc này mình mua ở Costco đó, hết mùa rồi cái mình cắt. Mình tỉa cái dở ra tiếp nè cô chú, đẹp không? Đẹp ha. Đó, mình để nó tự nhiên, nó muốn ngã đâu nó ngã. Mình treo vậy nè, nó ngã mới đẹp. Đó, cứ tiếp tục vậy ha, rồi quỳnh nè. Đó, rồi cái này sen đá, trời ơi, nó ngã. Chắc bị trời mưa sao nó ngã rồi. Thôi, không đụng tới nó đâu. Đây, rồi bây giờ cho cô chú xem cái bông lily trắng của mình nha. Đây nè, hôm bữa có con bông tàn rồi. Đây nè, cái bông này nó tàn rồi. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Đâu rồi? Đây, đó, đẹp chưa, lú lên rồi đây, rú lên rồi đây. Đó, bắt đầu lú lên nhiều lắm cô chú ơi, trong này nè. Nó phải ra, kéo ra, đây, dưới này nhiều lắm. Đây nè, đó, cho cô chú xem nha. Đây nè, đó, lú, tới giờ lú lên rồi, thấy chưa? Nhiều lắm, mà bông thật là to luôn. Nhưng mà chỉ có một điều đó, không biết là khi mà nó lớn lên bự, thiệt là bự đó, thì mình có thể quay cái video cho cô chú xem được hay không. Còn đây là cây đào, trái đào á, rụng lá hết rồi. Cái này là cắt nhánh ở nhà bạn nè, cắm xuống á, rồi cái về giờ nó lớn này, nhưng mà lú nè cô chú ha, vài bữa nữa là lú ra bông nè. Đó, thấy không ha. Cho nên á, mấy cái cây mà ăn trái cây đào á, mình dễ trồng hơn nha. Còn cái này là quỳnh. Rồi đi qua bên này,
đây, hàng bông của mình đây, lú lú lên hết rồi đây, mấy em đây, đây mấy em đây, khỏe re nhiều lắm. Trời ơi cô chú ơi, thấy bông của cô Hồng giờ ai cũng mê hết à. Đó, còn đây là bông, bông gì đây, nữ hoàng màu tím ở trong này nè, nụ cũng nhiều lắm nè, ở xoay qua hướng kia mình không thấy ha, nụ nhiều lắm nè cô chú nè, nhung nha, nhung nhung đây bên này đó, nhung nè, đó đẹp không đó, nhung ha, nụ rất là nhiều nha, tới Tết là thôi đó, rực rỡ luôn, cao rất là cao ha. Rồi cái này là xương rồng Bắc Tiên, xương rồng Bắc Tiên của mình nè, không biết sao cô chú ơi, mình trồng bông mình cưng lắm, không biết sao nữa. Đây cái tắc của mình trái nè ha. Rồi cái này là sen đá hồng nhung, hôm bữa mình cũng có tặng rồi nè ha, nè đây là sen đá hồng nhung nè, đó cứ cắm xuống đi, bảo đảm luôn, vài tháng thôi là đẹp rực rỡ luôn, bây giờ là đẹp rồi đó, chiếu gần gần cho cô chú xem nè. Tại sao là gọi là sen đá hồng nhung, bởi vì đó nó là nó nhung mà ở ngoài nó nhìn cái vòng ngoài của nó là đỏ đỏ vậy á, đẹp không đây nè. Cho nên anh chị em nào mà mình gửi tặng rồi để ý cây bông của mình nha, đây sen đá hồng nhung. Rồi còn cái chậu này là quỳnh mùa đông của mình nè, trời ơi đẹp kia cô chú, năm nào cũng ra trở lại hết á đó. Đó mình cứ để cho nó phủ xuống vậy đó. Rồi bây giờ vô đây mình xem cái cây gì nha. Cái này là cây chanh, chanh này là chanh xanh, quá trời nụ luôn nè. Trời ơi mấy năm rồi cô chú ơi, 2 năm rồi đó, được tặng 2 năm mà bây giờ bắt đầu nó mới chịu ra trái cho mình nè ha. Cái này cây chanh nha. Rồi đặc biệt cái này là cái gì, cây đào, đào này là bông đào nha, chứ không phải trái đào ha. Đó bây giờ là bắt đầu hơi lú ra rồi, tính Tết là bảo đảm luôn, đến tháng 1, giữa từng tháng 1 á là Costco sẽ bắt đầu bán cây tắc nhiều lắm nha. Rồi cây tắc của mình nè, trời ơi thấy thương quá cô chú ơi, qua trời trái luôn nè, nhỏ nhỏ như thằng nhỏ, rất là dễ thương đó, nó lùng lùng giống như cô Hồng, cho nên nó cũng rất là dễ thương đó, mốt nó vàng rực rỡ ha. Đó là những cái cây mà ở sau khu vườn của mình vào mùa đông. Ở dưới này có bông nữa nè, đây nè bông nè cô chú, đó lú lú lên hết rồi nè, thấy chưa quá trời luôn nha. Rồi đây là một cái khu vườn của mình vào mùa đông, đã ngủ yên, ai tới giờ thức thì thức giùm, còn ai ngủ thì ngủ đi, đến mùa hè rồi mọc ra, bảo đảm tới tháng 4 là thôi khu vườn của mình trở lại mùa hè rực rỡ. Đây bông này bông sen đá màu vàng, dễ trồng lắm nè cô chú. Trời hôm bữa bạn xin cái mình ngắt cho một đống luôn, tưởng sao không tới lấy, rồi dùng rác, trời ngộ ghê á, xin rồi cái người ta nói ok tới lấy nha, làm cho mình ngắt ra cô chú biết không, không chịu tới lấy, trời ơi hả, mình giận dễ sợ luôn. Nói về cho vui thôi cô chú ơi, chứ xin là cho tiếp, tánh mình vậy đó không sao, tại mấy cây này cũng dễ lắm đó ha. Rồi như vậy là cái khu vườn của mình hôm nay là mùa đông, lá cây vẫn đẹp, cái fountain của mình vẫn có nước này, còn cái này là bông màu tím nè, đó hôm bữa cũng ngắt cho rồi, chỉ cần cắm xuống thôi là có bông rất là đẹp luôn nha, bông trắng trắng. Để mình đi qua mình cho cô chú xem ha, cái bông nè, còn cái con sư tử này nè, cái nước nè, nó cứ nhiễu 9 giờ cho tới 10 giờ đêm là tỉnh cắt đây nè, cái nè bông màu tím nè ha. Rồi bây giờ cho coi bắt đầu ra bông nha, đây là bông á nè, từ từ á, rồi cái lá của nó nè nha, khi mà mình thấy những cái lá héo á thì mình ngắt đi ha. Đây nè màu trắng nè, bông màu trắng trên giữa vàng vàng vậy nè, đó đẹp không, trời ơi cây bông của mình là thôi đó nha, đây nè đẹp lắm đó, nó có phủ này nè cô chú ha. Còn mấy cái lá héo này mình ngắt đi cũng được nha, đó nhưng mà ngắt phải biết ngắt, ngắt ngược ra được, ngắt như vậy nè, làm cho nè, ví dụ nó bị vậy đó, mình ngắt xuống vậy nè đó, mình bẻ xuống ngược vậy nè nha, chứ đừng có đó vậy đó, mình làm vậy đó nha, nhưng mà phủ xuống đẹp kia không đó, một cái chậu phủ xuống nè đó. Bông của mình sẽ lên rồi, như vậy là một mùa đông, những bông gì lên thì sẽ lên, bông gì ngủ thì sẽ đi ngủ đây rồi nè, khỏe lại chỗ rồi
Đây, khỏe trở lại rồi nè cô chú. Ngủ rồi đó, bây giờ dậy nha. Thức dậy rồi đó nha. Đó, cho nên tại sao mà gọi là khu vườn của cô Hồng mùa đông cũng như mùa hè. Mùa hè rồi cũng như mùa đông. Ngủ rồi thì thức. Ai cũng vậy mà ha. Ngủ đi, ngủ một giấc ngủ rồi thức dậy, đừng có ngủ ngàn thu là được rồi. Như vậy thôi, giờ mình đi vô nhà nha cô chú. Mình phải làm cái món sá tế cho ông xã. Ông xã nó trời đi hái ớt gì mà lâu vậy trời. Nó dạ em đâu có phải hái ớt không đâu, mà em còn phải đi quay cho cô chú xem nữa mà. Rồi mình đi vô cô chú ơi. Đây là mình nói nha, cái này là sen đá ngôi sao nè. Đó, hôm bữa mình cũng gửi tặng rồi ha. Đây cái bông của nó ha. Nhớ nha, cắt nó rồi cắm vô chậu. Từ từ thì em cũng nhừ rồi em ra bông. Đó, đây nè bông nè. Đó. Trời ơi, cái bông con két của mình hôm nay cái lá của nó ra trở lại rồi nè. Rất là xanh tươi. Trời ơi, bông đẹp lắm. Cái bông con két này nó y chang với cái mỏ con két vậy đó. Đẹp lắm nha. Đây một chậu nữa nè. Hôm nào mà ra bông rồi đó hả, đi đâu mà tìm. Rồi hôm nào mình đi chợ trời ha, rồi mình chia sẻ ở ngoài chợ trời nó bán cái gì nha. Rồi lạnh quá, mấy anh này lạnh quá chịu không nổi. Đó, thôi mình vô nhà của chú ơi. Để làm một cái món xa xà để mình ăn với lại chip á, hay là ăn với bất cứ xà lách hay gì mình cho vào, công thức này rất là đơn giản luôn. Mình cho nhiều hay ít thì tùy mình ha. Quan trọng là mình cần phải có bột tỏi muối. Nếu như mình không có cái hũ bột tỏi muối đó thì mình có thể dùng muối riêng nè, tỏi riêng, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ mình làm sao để làm được cái món này là mình cần phải có như là ngò, cà trái, củ hành và ớt jalapeno, rồi có thêm nữa là trái bơ ha, rồi mình có nữa đó là chanh. Thì bây giờ mình trộn bao nhiêu rồi mình đo lường như thế nào, mình nói như vậy nè, rất là đơn giản. Cứ mình cho vào một cái tô rồi mình trộn từ từ, mình thích cà nhiều thì cho nhiều, cho hành nhiều thì mình cho hành nhiều, ớt cũng vậy, ngò cũng vậy. Cho nên cái món này gọi là món trộn rất là đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Nhưng cái phần quan trọng mình muốn nói ở đây á, khi mình mua cà đó thì mình mua cà tròn ha. Đó, rồi khi mà mình sắc á, thì mình sắc giống như hột lựu nè. Rồi mình phải cho qua một cái tô, mà cái tô là mình phải có cái rổ này nè. Để làm chi? Để cho cái nước nó chảy hết ra. Rồi sau đó đó mình chỉ lấy cà thôi, rồi mình mới cho qua một cái tô này. Rồi là mình trộn, trộn xong rồi mình cho vào tủ lạnh rồi ăn. Đơn giản lắm, rất là đơn giản luôn. Cho nên đây là một món ăn mà phải nói nhanh, gọn và lẹ. Và cà đó thì mình chỉ cần cắt ra nhỏ 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 giống như mình cắt hột lựu vậy đó cô chú ha. Rồi cái mình cứ cắt hết bao nhiêu trái cũng được. Có thường thường á là mình làm cái tô lớn lắm, mình ăn 2-3 ngày luôn. Mình ăn với xà lách nè, hay mình ăn với mấy cái bánh chip của người Mỹ nè, hay là mình gói trong những cái bánh đó nhỏ như vậy nè ha. Đó, mình cứ cắt như vậy nè, như hột lựu vậy đó, nhỏ lớn gì cũng được nha, tùy theo mình thôi. Không có cái gì gọi là phải là cho nó đẹp hay gì hết. Cứ mình cắt như vậy nè. Đó. Rồi cái mình cho vào trong một cái thao hay một cái tô cũng được. Mà nhớ phải có cái rổ này nha, để cho nó chảy nước xuống hết. Khi mà chảy nước xuống hết rồi là bắt đầu mình cắt mấy cái khác, mình trộn vô một cái tô đơn giản vậy đó. Đây ha. Đó. Còn nếu như không có cái cà tròn này nè, mình mua cà rô minh cũng được. Tóm lại là cà nào cũng được. Nhớ là cà chín chín nha, chứ đừng có cà xanh ha, hay cà mà còn sống quá không có được đâu nha. Đó, rồi cái mình cứ sắc rồi ha. Trời ơi, mình làm cái món này nhanh lắm cô chú ơi. Đó, còn không mình ăn cái gì biết không? Bánh mì khô đó. Đó, mình mua bánh mì mình ăn không hết đó. Cái mình cắt ra miếng lát. Cái bắt đầu mình cho lên cái miếng bánh mì khô mình ăn. Ôi, nó ngon vô cùng luôn nha. Hình như mình có làm cái video này rồi đó. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Đó, mình cho vào đây. Rồi cái nó nhiễu nước xuống là được rồi. Đó, tại vì cà này nước nhiều lắm cô chú ơi. Rất là đơn giản nha, củ hành mình cắt ra làm hai, rồi sau đó mình cứ thái mỏng như thế này nè. Đó, rồi cái sau đó cái mình cắt như thế này. Đó là mình đơn giản ha. Và bây giờ mình cũng cắt ngò ha, bây giờ mình cắt ngò nè. Khi mình cắt ngò đó mình cắt nhuyễn nhuyễn nha cô chú. Mình cứ cắt nhuyễn giống như mình cắt để mà mình nấu canh vậy đó, nhỏ nhỏ ta đừng cắt bự quá nha. Nếu mà
Này á, mình hái sau vườn ha, hay hoặc mình mua rồi mình cắt ra làm hai, nhưng mà nhớ khi mà mình lấy ớt đó thì mình lấy hết mấy cái hột này ra nha. Và mấy cái hột này mình làm gì? Mình có thể giữ lại nè, rồi mình trồng. Và trong này đó là mình dùng tổng cộng là 3 trái hoặc 4 trái avocado hoặc 2 trái cũng được ha. Rồi cà đó thì mình đã cho nó nhuyễn xuống, lấy nó hết nước rồi. Bây giờ mình trộn cà với avocado đó, rồi sau đó thì mình sẽ cho như là ớt, hành và ngò vào, rồi thì mình cuối cùng sẽ cho là muối tỏi. Đây bây giờ ông xã mình trộn nè ha, đây nè, đó, hành với ngò, rồi cho hành vào. Mình muốn cho nhiều thì ít tùy mình nha. Phải công nhận món này rất là ngon đó. Rồi bắt đầu món con. Mình đang làm đồ ăn có khách đến nhà để coi football. Rồi bây giờ cho chanh vào, cho cũng cho từ từ ha. Đây, rồi anh chị đem đồ ăn tới nữa, cho coi như một ngày football là ăn quá trời ăn luôn. Rồi đổ chanh vào, rồi bắt đầu ớt nha. Ớt mình cho nhiều thì ít tùy mình ha. Đơn giản công thức chỉ có là cà, trái, mơ, hành củ, ngò, ớt, chanh, rồi muối tỏi. Đó, có vậy thôi à, không có gì trong này nữa hết. Nhưng khi mình trộn thì ăn thua mình thôi, mình muốn cái gì nhiều thì mình cho cái đó nhiều. Rồi bây giờ muối thì cũng rải vô từ từ thôi nha, đừng có nhiều quá, rồi mình phải ăn thử đó. Mình ăn thử rồi mình thấy nó lạt thì mình cho thêm vào, đừng có mặn quá nha. Rồi mình ăn với chip, rất là đơn giản luôn. Không biết anh chị Minh mà mua cái gì nữa, bây giờ đang là thấy đem đồ ăn quá nè mà chưa có mở ra. Còn đồ ăn ngày hôm qua hôm kia cũng còn dư nhiều lắm nè cô chú ơi. Chị không muốn mở ra quay phim luôn rồi mở đó, ảnh ra. mua rồi, giờ ảnh kêu mình mở ra đi review. Mình không có nấu cho mình review cái này, mua nhà hàng đó. Rồi như vậy là cái món này đã xong rồi, sẽ để vào tủ lạnh cho nó lạnh rồi ăn. Đặc biệt á, khi mà mình cắt mấy trái mơ mình tán nó ra đó, thì có cái hai cái hột, cái hột mình bỏ vào trong này để cho nó giữ cái màu xanh nha, nếu không là nó bị đen đó. Một món ăn rất là đơn giản, đó là của người Mễ, họ rất là mê món ăn này. Và mình cũng có thể làm đơn giản lắm, gọi là salsa, cà trái, ngò, hành củ, trái bơ, trái chanh, ớt trái, muối tỏi. Đơn giản vậy thôi, mình cứ trộn từ từ, khi nào mình thấy được, thấy ngon là được rồi. Còn nói về ăn như thế nào thì mình chỉ cần mua những bịch chip ở trong các chợ Mỹ cũng như chợ Mễ đều có, hay là bánh mì khô ăn cũng rất là ngon. Đây là cách thức mà mỗi lần ăn á, mình chỉ múc ra như vậy để cho cô chú và các bạn thấy được. Chứ thật sự ra mình cứ lấy cái muỗng nè, rồi mình cứ múc bỏ vào trong cái dĩa như là mình muốn ăn bao nhiêu, thì mình cứ lấy cái bánh chip mình múc bấy nhiêu. Như vậy là mình đã có món ăn. Hơn nữa món ăn này á, khi mà đã ăn rồi ghiền lắm đó. Anh chị Minh là người hàng xóm của mình mấy chục năm rồi, mỗi khi có cái gì ngon thì mình mời qua nhà ăn. Rồi thỉnh thoảng anh chị cũng mua những thức ăn ngon cho mình ăn trở lại. Ngồi coi football cùng với ông xã thì anh chị đã đem vào mấy món như là cơm chiên, cá mặn, mực, xào, muối tỏi. Rồi thêm hai phần nữa đó là mì tôm hùm. Những món ăn này đó thì thường thường mình đặt ở dưới San Jose, gọi là New Semki, ngay cái khu mạch Laughlin với lại đường Capitol kế bên chợ Maxim. Mình nói như vậy có lẽ là cô chú anh chị và các bạn nào ở San Jose đều biết chỗ này. Món ăn có ngon hay không thì tùy theo mình có thích hay là không. Con trai cũng đã về tới nhà mấy ngày nay rồi, thì mỗi khi về đó là cũng ăn uống trong gia đình thôi, chứ cũng không có đi ra ngoài ăn. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như cô chú anh chị và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.